Mà con vịt này bán bao nhiêu vậy chị ba? Con vịt này hay là mình bán 50 đi. Con vịt mập dày bán 50 uổng phí lắm. Hay mình bán 100 đi. Nhưng mà mắc quá đâu có ai mua. Người ta còn trả giá xuống nữa mà. À, hèn chi có lúc em đi chợ với lại dì Tư, dì Tư trả giá xuống một nửa không à. Dì còn cãi nhau với người ta nữa. Nhưng cuối cùng người ta cũng phải bán cho dì Tư à. Không bán cho dì Tư là dì Tư đi, nên người ta kêu lại. Hả? Có người kìa, thôi mình giao đi. Ai mua vịt đâu? Ai mua vịt mà không? Ai mua vịt trắng trắng mà không? Ai mua không? Này hai đứa. Dạ. Tụi con bán vịt hả? Dạ. Dạ. Rồi má tụi con đâu? Không bán để cho hai đứa bán vậy? Dạ, tụi con một coi. Tội nghiệp không? Nè, tụi con bán một con bao nhiêu? Dạ, 100. 100 á, thì mắc quá. Mà tụi con bán ký hay là bán con? Dạ, bán con. Một con 100 à? 100 mắc lắm con. Dạ, 70. Dạ, đúng rồi, 70. Tại vì nó còn có cánh hồng nữa, sơn cánh hồng nè. Thôi được rồi, lấy cho chú đi. Mà nè, tại vì con vịt nó mập nha, cho nên chú mua cho tụi con vậy á. Chứ không phải là sơn cánh hồng gì đâu nha. Trời ơi, cái đám quỷ yêu này. Chết tôi lắm. Quỷ yêu không hà. Cô đi. Mày dám nói với tao là con vịt này bị mất ha? Rồi bây giờ giấu con vịt để bán. Trời ơi là trời. Nó xuống mà coi nè. Mới mày lớn mà gian mánh lừa đâu. Chịu đời nổi không hả? Dạ. Chị Tư ơi, con vịt này là con vịt khác. Khác cái gì mà khác? Nè nè, bà kia. Bà trả anh vịt đây. Tôi mua con vịt này trước rồi mà. Mà đến sau nè. Lại vô ra, vô ra. Hả? Con vịt nào mà ông mua? Hả? Con vịt này là của tôi hả? Tụi nó ăn cắp đem bán cho ông. Rồi giờ sao? Ông muốn mua con vịt ăn cắp này về ăn hả? Mua đi, đem về ăn giọng đi hả? Rồi trào đờm học gạch, chết mất đắc kỳ tử, gia đình tàn mạc á. Rồi á, lúc đó đừng có nói sao xui nghe chưa. Nè 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 nè, bà có bị điên không vậy? Rồi sao? Trời Phật ơi, trời ơi, có một con vịt thôi. Bà làm gì chửi người ta chứ vậy? Nè, con vịt này á, ngoài chợ bán thiếu cha gì. Ra chợ mà mua. Tại vì tôi thấy tội nghiệp hai đứa nó, cho nên tôi mua vậy thôi. Tôi mà biết con vịt này của bà hả? Đừng hòng mà tôi mua. Ai bán mà mua? Bà nhìn bà đi, từ trên tới dưới coi kìa. Tôi sao? Giống y như con vịt bị bệnh nhé. Ê, tôi mà là con vịt bệnh hen thì ông cũng là con trùng đất. Con vịt bệnh nó một banh xác con trùng đất. Ông nghe chưa? Nè nè nè, bà bớt nghiệp bà lại nghe. Bà có chừng kiếp sau mà bà như con vịt bị bệnh vậy á. Thứ đàn ông vô duyên. Thứ đàn bà gì đâu á. Đàn đâu là sao? Rồi đó bà đem về bà ăn đi, ăn cho hết đi. Đừng có để tôi gặp mặt ông nghe chưa? Còn tụi mày về nhà mềm xương. Mày nè, mày nè, mày nè. Cái đám tụi bay là con nít quỷ ha. Có tưởng tượng tới đâu tao cũng không bao giờ tưởng tượng được là tụi bay dám giấu con vịt của tao đem bán. Bán vịt, giấu vịt, giấu vịt nè. Xin lại đây. Bước lại đây. Mày câm cái miệng, câm cái miệng. Tại sao dám giấu con vịt của tao đem bán hả? Con vịt đó mày có gì đi làm gì? Mày còn còn mà chối chối hả mày, hả mày? Dám giấu con vịt của tao đem bán ha? Mà giấu mấy ngày đây? Trời ơi, tụi bay lộng hành quá mà. Rồi còn biết canh tao đi bán, rồi đem con vịt ra bán cho người khác ha. Cũng may á là bữa nay tôi đi bán ế cho nên tao về sớm, chứ không á là làm sao mà làm sao giấu tao, giấu tao làm nào nữa. Bữa nay á là bán con vịt, rồi mai mốt á là bán luôn cái nhà, đúng không hả? Mày hả? Phải không hả? Mày hả? Nhà này là của má con, không phải của gì. Trời ơi, chị ở cái thằng má con nữa chưa? Trời ơi, cái thằng này trời ơi là trời, mày gan quá rồi. Bữa nay mày lộng hành rồi, mày lộng hành mày. Mày hả? Phải không? Phải không? Mày chạy đi chị ba, chạy đi chị ba, chạy.
trời ơi trời, cái thằng này bữa nay mày ăn gan trời rồi. Quá trời ơi, quá trời ơi, quá trời ơi, quá trời ơi, ta nói thà không đẻ thì thôi, đẻ thì ra cục vàng cục bạc, đẻ nhầm cái thứ cục đất cục sình nè, đã không có ích lợi gì cho ai mà còn làm phản nữa chứ. Chị hai, mày bỏ cái tay ra, mày mà mở trói cho nó cái tao đập lòi tay liền nghe chưa. Mày về mà coi em mày khôn lỗi kìa. Nó dám nói láo là mất con vịt, nhưng thiệt ra là nó giấu đem bán. Nói với con nhớ là cùng một vụ. Mới mày lớn đã ăn vậy rồi, mai mốt mày lớn lên rồi còn tới đâu nữa mày hả? Chị hai, nó không phải con vịt bị mất đâu chị hai. Nó bơi vô lúc em đang trên vịt đó. Dì không tin thì dì coi dưới cánh con vịt đi. Tao không có rảnh hơi đi coi. Mày đứa xảo trá gian lận nghe, đập chỗ đầu bây giờ. Dì chơi đánh em con vậy, lỡ em con có bệnh hệ gì thì con biết làm sao. Tao trói tao đánh nó vậy là còn nhẹ đó. Nhà người ta một đứa thôi mày đã mệt mỏi quá rồi. Còn đằng này á, nhà này đứa nào cũng vậy hết trơn á, hư hỏng không nghe lời. Ê, tụi bay muốn tao chết tao điên tụi bay mới vừa lòng hả? Tư, em có con nhỏ, có gì vì tôi tự dạy. Vì phạt em con cũng đủ rồi, chị tha cho em con cái gì? Tao mệt quá, mày muốn làm gì bay làm. Tao cũng không có hơi sức đâu mà đánh chửi tụi bay nữa. Tao đánh chửi tụi bay cũng đâu có sung sướng gì. Là tao đang dạy dỗ tụi bay mà. Muốn làm gì làm. Rồi nếu được á, chị em tụi bay đùm túm đi đâu đó cho khuất mắt tao đi. Còn không á, tao cũng tìm phương cách trốn khỏi nhà này hà. Mệt mỏi quá rồi. Tránh ra coi.